Rồi xin chào tất cả các bạn đến với kênh bonsai tiền giang nha. Đó, nay tiếp tục giao lưu một tác phẩm tùng lá hán vạn niên tùng nha. Việt Nam gọi là vạn niên tùng, bác gọi là tùng lá hán nha. Cây thì cực kỳ già luôn rồi, nhỏ nhưng mà được cái là già nha bạn, thuần chậu luôn. Cây này bao cho anh em thuần chậu nha. Cây này nằm chậu rất là lâu rồi, cây dáng huyền. Đó, cây này về anh em vô chậu đẹp nữa, chỉnh sửa sơ sơ nữa là chơi thôi nha. Đó, chỉnh sửa sơ sơ thôi. Cây này nó có một vết lũa nhỏ nhưng không sao hết nha bạn. Đó, vết lũa này không có ảnh hưởng gì nha nó kéo thẹo rất là mạnh rồi nó có bộ đế rất là quái luôn nha Đó, cái cây này hoành eo là 17 nha Hoành eo, hoành thân của nó Hoành trên thân là 17 nha Tán ngang là 75 Cao 50 Đó, mấy bạn có nhu cầu thì alo trực tiếp số hội mình nha 0979 hai nha nó hoành thân nha Hoành ngay chỗ nãy mình đo gió Hoành thân là 17 nha Tán ngang 75, rất thích hợp cho anh em nào trồng hồ cá coi luôn làm tiểu cảnh đều rất là ok luôn nha. Đó, cái này giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc nha